chào mừng tất cả quý khách hàng thân yêu lại quay trở lại với thế giới xe cũ tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Vâng, là đầu tiên cho phép Vi Miền thay mặt cửa hàng xe máy Thanh Đoàn gửi lời cảm ơn tất cả quý khách hàng thân yêu đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Và ngày hôm nay phải nói là một ngày chủ nhật cực kỳ nhiều niềm vui. Mặc dầu thời tiết rất là nắng nóng luôn nhưng mà quý khách hàng vẫn thương yêu và đến đây ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Và tổng toàn bộ số xe ngày hôm nay Miền bán được là 26 chiếc xe. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả quý khách hàng thân yêu của Miền nhé. Và ngày hôm nay cũng như mọi hôm em Miền lại tiếp tục làm clip để giới thiệu cho anh chị em bà con những chiếc xe ngày hôm nay vừa về đội. Và nếu như anh chị em bà con đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, đang cần trao đổi tất cả các dòng xe thì liên hệ ngay cho Miền theo số điện thoại 0967 424 911. Xin phép được nhắc lại số điện thoại 0967 424 911 và địa chỉ quen thuộc của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nằm số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vâng, và nếu anh chị em bà con chưa tiện đường đi, chưa rõ đường đi, mình có thể vào Google gõ xe máy Thanh Đoàn sẽ có chị Google dễ thương xinh đẹp chỉ đường tận nơi cho anh chị em bà con nhé. Vâng. Và ngày hôm nay đầu tiên em Hiền sẽ review đến quý anh chị em bà con một chiếc Jupiter phiên bản Gravita, một chiếc xe đăng ký 2015-16 luôn. Và xe này là FE full xăng điện tử cao cấp nhá. Và nếu như không có gì để nói thì một chiếc xe bình thường, nhưng đây, chiếc xe này có những điều rất chi là thú vị. Đầu tiên là một chiếc xe đã chạy được 4 đến 5 năm nhưng mà xe còn rất mới và đẹp, đăng ký giống như 2019-2020. Và toàn bộ dàn áo đây là màu xanh xám nha. Màu này ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trong hình nha mọi người. Màu xanh xám cực kỳ mới và đẹp, toàn bộ vừa lột keo, tem rin theo xe và phải nói ốc tán bảy màu luôn nha. Em Hiền sẽ quay rõ chi tiết cận cảnh để anh chị em bạn bè dễ nhìn, dễ tham khảo và lựa chọn. Tất cả các khách hàng của xe máy Thanh Đoàn đến đây mua xe được thay nhất miễn phí này, được tặng nón bảo hiểm và đặc biệt cho chạy miễn phí trong vòng một tuần. Nếu như trong vòng một tuần anh chị em bà con mua xe về đi không ưng thì mình có thể ra đổi chiếc xe khác mà không lỗ 1.000 nào luôn anh chị bà con nhé. Lưu ý ở đây đấy, mọi người thấy đây tướng là trầy không có nhá, toàn bộ đang dán keo nguyên con. Một chiếc Jupiter phải nói cực kỳ đính của đính anh chị bà con nhá. Đó, ngày hôm nay thì em Hiền đã lột keo nhưng mà lột chưa hết luôn. Đó, lột ra đẹp hết như mới luôn nha. Đó, một chiếc xe màu xanh xám Jupiter, dàn chân ốc tán giống như xe mới luôn. Và xe này thì em Hiền nói thật nhiều con 2019-20 phải nói em này bằng sư phụ luôn. Và chiếc xe Jupiter siêu cọp FP phun xăng điện tử, dàn chân ốc tán giống như ngọc trinh, rất mới và đẹp luôn nha. Đặc biệt dàn áo vừa lột keo ra. À, quay đến đâu để đến đó với giá để quý anh chị em bà con 16.500.000 đồng được thay nhất miễn phí. Và còn 5 chiếc đèn nhắn đang chờ đón những vị khách tiếp theo sẽ nhận được cùng bóc thăm may mắn với em Miền nha. Đó, có 5 chiếc nhắn ai sẽ là người may mắn nhận được ạ. Và bên em Miền vẫn hỗ trợ trang tên đổi chủ này, hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng xa gần luôn. Còn nếu anh chị em bà con đang thiếu tầm khoảng 1, 2, 3, 4 triệu thì bên em Miền cũng sẵn sàng cho mọi người thiếu luôn. Xe này đang có số nha, máy cực kỳ êm luôn nhá. 16.500.000 đồng cho một chiếc Jupiter cực kỳ mới và đẹp. Nếu ai quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em Miền với nhá. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã đồng hành, yêu thương và ủng hộ nhá. 66K120976 nhá. Anh chị em bà con đang xem clip của Miền, ai có những chiếc cũ nát không đi, xuống đây ta đổi những chiếc xe đẹp hơn. Hoặc ai ở xa muốn mua nhưng không thể tới nơi được, dịch bệnh đang căng thẳng thế này thì mình có thể đặt cọc với Miền rồi ship xe về cho anh chị em bà con nhé. Còn nếu ai muốn mua nhưng mà chưa đến kỳ lương, chưa có tiền thì mọi người cũng có thể đặt cọc trước rồi nhận lương xuống lấy xe. Và vâng, trước màn hình anh chị em bà con là những chiếc xe ngày hôm nay vừa về đội. Đấy, mọi người cứ nói đi, tại sao mà nhà em Miền ngày nào bán mấy chục chiếc xe, mười mấy chiếc xe mà xe vẫn nhiều, tại vì xe đi xe về liên tục. Trước hình ảnh quý khách hàng là những chiếc xe ngày hôm nay vừa trao đổi vừa mua về nhá. Và tiếp tục đây là một chiếc SCR lên tem lít nha, một chiếc xe vừa sơn nguyên con cực kỳ đẹp và mới nhá. Máy móc êm ru, đầu nồi còn rin, SCR lên tem lít màu đỏ tươi cực kỳ đẹp và nổi bật luôn. Đó, cái này cũng không biết đó đô là đó tươi đến kia bà con nhá. Và xe thì đã sơn lại nguyên con, mà đã sơn rồi thì không cần phải suy nghĩ nhá. Bao đẹp, bao êm và đặc biệt bao chảy luôn. Với Miền nhiều khi mà nhức mép ra mà suy nghĩ một điều rằng có nhiều khi tại sao có những chiếc xe lại rẻ như vậy. Vâng, những chiếc xe nhập khẩu nguyên con, những chiếc xe như thế này nhập khẩu nguyên con, máy êm ru,
máy cực kỳ êm nhá, bình đề đầy đủ này. Và đặc biệt vẫn được chạy thử, vẫn được test thử, vẫn được thay nhất miễn phí này. Vẫn có quà tặng mà giá chỉ có 6.800.000 đồng mà thôi. Anh chị em bà con đi đâu mà xa mà vội mua chiếc Trung Quốc đã 3-4 triệu, đến ngay với xe máy Thịnh Đoàn ngày hôm nay, chốt một chiếc SCR hàng nhập khẩu nguyên con. Một số anh chị em bà con đến đây mua xe cứ báo SCR là xe Trung Quốc là sai lầm nhá. SCR là xe nhập của Honda. Ví dụ như để em liền phân tích cho mọi người biết luôn, ví dụ như Lít và SCR về mẫu má nó không khác biệt gì với nhau. Nhưng con Lít là người ta nhập phụ tùng từ bên nước ngoài về đây, mình lắp ráp tại Việt Nam thì gọi là xe Lít. Còn những chiếc xe này khi ngày xưa mà công nghệ Việt Nam chưa hiện đại thì bắt buộc người ta phải nhập nguyên con về, tức là người ta lắp ráp ở bên nước ngoài đưa về thì gọi là xe nhập thôi, không phải xe Trung Quốc. Anh chị bà con nha, lưu ý nha. Xe Trung Quốc là khác, còn lắp ráp tại Trung Quốc là khác nữa nha. Mọi người phải hiểu rõ điều đó giúp em Hiền nhá. Và chiếc Lít là chiếc SCR, lên Lít này em Hiền sẽ bán giá 6.800.000 đồng. Đó, da áo vừa lột keo đẹp này, không phải lột keo mà sơn lại. Quen miệng thì nói vậy, mai mốt mọi người báo con này tào lao quá ha. Lưu ý là tất cả anh chị em bạn bè đến mua xe tại cửa hàng bên em Hiền thì vẫn hỗ trợ trả góp, hỗ trợ sang tên đổi chủ nhá. Và em Hiền cũng vừa về một chiếc xe Sirius RC đời 2015 38B10745, một chiếc xe toàn bộ đang dán keo. Em Hiền thì hôm nay đã lột ra hết trơn, em Hiền sẽ quay ký chi tiết cận cảnh cho anh chị em bà con xem. Một chiếc Sirius 2015 dán keo nguyên con, vừa lột ra và xe chính chủ luôn. Và xe này là của nhà ông anh gần nhà em Hiền bán luôn, ở Hà Tĩnh, Hương Khê Hà Tĩnh, Phúc Trạch Hương Khê Hà Tĩnh, quê hương của em Hiền luôn. Đó, anh chị em bà con chưa biết quê hương em thì giờ biết luôn nhá. Em ở Phúc Trạch Hương Khê Hà Tĩnh và chiếc xe này cũng ở Phúc Trạch Hương Khê Hà Tĩnh luôn. Và cụ thể là xóm 3 Phúc Trạch luôn anh chị em bà con nhá. Và đến với xe máy Thanh Đoàn hôm nay, em liền xin chốt chiếc Sirius dán keo nguyên con RC vừa lột ra nhá. Máy móc êm ru thì thầm luôn, với giá để quý anh chị em bà con 11.500.000 đồng không bớt nhá. Mua xe tặng mọi người một chai nhớt nhá. Máy móc khói bạc, có chìa khóa chống trộm và chìa khóa riêng luôn. 11.500.000 đồng cho một chiếc Sirius dán keo nguyên con. Nếu quý anh chị em bà con quan tâm nhớ tham gia chốt đơn ủng hộ em Hiền nha. Và đây rất nhiều xe đang có mặt tại cửa hàng. Vâng, và một chiếc Novo 6 vừa về đổi, một chiếc xe phải nói cực kỳ siêu phóng luôn. Màu đỏ đen, ốc tán bảy màu luôn thưa quý anh chị em bà con nha. Em Hiền sẽ quay ký dàn chân ốc tán cho mọi người cùng xem này. Một chiếc Novo 6 quá mới và đẹp. Và đến với xe máy Thanh Đoàn ngày hôm nay, em Hiền xin chốt chiếc Novo 6 để quý anh chị em bà con 17.500.000 đồng. Vâng, tiền nào của đó thôi. Đến với xe máy Thanh Đoàn 12.500.000, anh chị em bạn bè cũng có thể mua một chiếc Novo 6 để đi. Và 13, 14, 15 cũng có. Nhưng để tìm được những chiếc xe đẹp này thì ta phải nói một câu rằng lâu lâu mới có một lần. Novo 6 màu đỏ đen siêu cọp với giá 17.500.000 đồng. Vâng, em Hiền sẽ quay ký cận cảnh từng đường nét trên xe cho anh chị em bà con tham khảo này. Màu đỏ đen nhá. Đó, biển số 94B121630. Với giá để quý anh chị em bà con cô dì chú bác xa gần 17.500.000 đồng, một chiếc xe cực kỳ mới và đẹp. Một chiếc xe tem zin dán keo nguyên con vừa đẹp. Và đặc biệt không phải chỉ đẹp về dàn áo đâu mà dàn chân, dàn óc cũng cực kỳ mới luôn. Em Hiền xin phép quay lại dàn óc để anh chị em bạn bè tiện theo dõi nhá. Đây, đó, rất mới và đẹp luôn anh chị bà con, phuộc không xì nhớt này. Đó, 17.500.000 đồng. Và hiện tại thì bây giờ vẫn chưa hết sốt, một vài khách đang xem xe ủng hộ em Hiền nhá. Cảm ơn bà con, cô dì, chú bác xa gần rất nhiều. Vâng, bà em dàn nớt này thì em Hiền đã lột ra hết nhá. Em Hiền xin phép quay lại chiếc xe dàn nớt hôm qua, phiên bản chìa khóa thông minh cao cấp vừa lột keo ra. Và những cái chỗ trầy ở trong keo thì em Hiền cũng đã giảm tuốt lại đẹp rồi nhá. Và giá để cho quý anh chị em bà con 17.500.000 đồng. Đó, mua xe vẫn tặng nhớt cho quý anh chị em bà con nhá. Da nớt màu đen nhạt 17.500.000 đồng. Nếu quý anh chị em bà con đang quan tâm một chiếc xe đẹp như thế này thì liên hệ ngay và liền cho em Hiền nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả các khách hàng thân yêu đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn nhá. Và đây, một chiếc Sirius màu đỏ đen FI phun xăng điện tử cao cấp, bánh mâm thẳng đĩa luôn nhá. Một chiếc xe đăng ký 2020 luôn, màu đỏ đen cực kỳ mới và đẹp. Dàn chân ốc tán rất chi là mới nhanh chưa bà con nha. Em sẽ quay ký chi tiết cận cảnh
để chị em bà con có thể nhìn rõ, ngắm rõ được một chiếc Sirius màu đỏ đen 2020 biến 48D1-32302 nhé. Với giá để quý anh chị em bà con 15.500.000 một chiếc Sirius cực kỳ mới và đẹp 2020 màu đỏ đen, không thể mới hơn, không thể đẹp hơn, không thể nào xuất sắc hơn. Màu đỏ đen đăng ký 2020 đời cuối cùng của dòng Tour và Sirius FB đó. Em hiện sẽ đề thử máy này 6.000 cây nhá, 6.671 km. Máy móc xe này thì không cần phải suy nghĩ đâu, và đặc biệt cả chân đàn áo thì mới ken xà beng luôn. Nếu anh chị em bà con đang quan tâm một chiếc Sirius triệu gộp thì đây là lựa chọn không thể nào tuyệt vời và cũng không thể nào hoàn hảo hơn, từ dàn áo, dàn chân đến dàn ốc rất chi là mới luôn nhá. Đó, đây quay kỹ cho mọi người xem này. Đó, nếu quý anh chị bà con quan tâm nhớ chốt chiếc Sirius 2020 với giá 15.500.000 đồng. Lưu ý tất cả những xe miền đang báo giá đây là đúng chính xác 100% không bớt nhá. Mong anh chị em bà con quan tâm nhớ chốt đôi nha miền. Và đây, một chiếc ẹc đăng ký 2015 phiên bản màu đỏ đen. Vâng, nếu mọi người nhìn qua thì bảo xe gì kỳ vậy. Vâng, chiếc xe đang dán trùng nguyên con. Em miền vừa lột dỡ ra cho bà con xem nhé. Màu đỏ đen, phiên bản đời 2015, xe đang dán trùng. Đầu nồi còn zin, máy êm, mọi chức năng hoạt động tốt, và đặc biệt xe còn zin nguyên bán từ đầu tới chân. Và chiếc xe mang biển số 68G125137 đến với xe máy tinh đoàn ngày hôm nay. Em Miền xin chốt chiếc ẹc 2015 màu đỏ đen đang dán trùng, ngày mai Miền sẽ lột nhá. Lưu ý là vừa lấy về xong không có thời gian lột thì em Miền đưa ra quay cho khách nghe luôn. Và mọi người cùng nghe tiếng máy này, rất chi là êm luôn, ẹp 135 cực kỳ êm nhá, đời 2015 luôn. Màu đỏ đen phiên bản caro cao cấp, ngày mai mình sẽ lột toàn bộ keo, đánh bát rửa đẹp cho anh chị bà con với mức giá để quý anh chị khách hàng 18.500.000 đồng, 68G125137 một chiếc ẹp 2015 luôn đấy mọi người. Đó, toàn bộ đang dán keo, đầu nồi còn đin và máy thì khói bàn, bao êm bao thì thầm luôn. Và đây, trước màn hình của quý khách hàng thân yêu là một chiếc Jupiter mang biển 69F1-42410, một chiếc xe cuối 2018-19 màu đỏ đen, cực kỳ mới, đẹp, độc và lạ anh chị bà con nha. Màu này rất mới và đẹp luôn. Đến với xe máy tinh đoàn ngày hôm nay, em Biển xin chốt chiếc Jupiter cuối 2018-2019, xe đẹp, ốc tán, bấy màu, để cho quý anh cô gì chủ bác xa gần 17.800.000 đồng, thay nhất miễn phí cho anh chị em bà con, và đặc biệt được test thử chạy thử và thậm chí cho thầy thử đến test luôn nha. Rất mới và đẹp nha, 17.800.000 đồng một chiếc Jupiter màu đỏ đen. Em Hiền sẽ quay ký về lốc máy, ốc tán, đầu nồi cho anh chị em bà con cùng dễ ngắm nhìn này, cùng tham khảo với em Hiền nhá. Ai quan tâm thì nhớ chốt đơn ủng hộ em Hiền này. Đó, toàn bộ tem đầy rin đét nhá, quay từ từ cần cánh để có được những thước phim đẹp nhất dành tặng quý khách hàng thân yêu. Và đặc biệt một điều rằng, nếu anh chị em bà con đang xem kênh của em Hiền đang cần mua xe, trong quá trình quay xe nào đi em Hiền nói luôn, và xe nào đã làm máy em Hiền nói luôn nhé. Máy rất chi là em luôn nhá. Dạ, mua xe gì em? Anh Hiền ơi, coi hỏi cầu ngoài đâu, coi cho khách quay xe cho mượn ok. Đó, và đây em Hiền có một chiếc quay RSX bánh mâm thằng đĩa 93M116607 này. Ngày hôm nay phải nói về rất nhiều là xe đẹp luôn. À, Honda này, một trong những dòng xe số là được rất nhiều anh chị em bà con kiếm và tìm kiếm và lựa chọn. RSX màu đỏ đen siêu mới, siêu đẹp, bánh mâm thằng đĩa, đầu nồi zin và cái máy của nó thì bao cả thế giới luôn. Với giá để quý anh chị em bà con 13.500.000 đồng, được test thử chạy thử trước khi lấy luôn. À, rất là êm nhá. Và lưu ý, ngoài những chiếc xe Miền đang quay đây thì toàn cửa hàng em Miền còn rất nhiều xe để cô dì chú bác bà con tham khảo và lựa chọn nhá. Ở đây một chiếc Vision. Vision phải nói là về bao nhiêu là bán sạch bấy nhiêu nhá. Đó, chỉ cần 1-2 ngày là đi thôi. Và đây là một chiếc Vision 2019 màu đen nhám, dán thêm một bộ tem kiếng, mọi người không thích thì mình có thể lột ra. Chiếc xe mang biển 62L1-68496 này, Vision 2019 luôn, ốc tán bảy màu, phiên bản màu đen nhám, để quý anh chị em bà con 26.500.000 đồng nhá. Đó, rất mới và đẹp anh chị em bà con nhá. Chìa khóa thông minh cao cấp, mọi người thích thì xuống đây test thử chạy thử trước khi lấy này. Và đây, ai là fan năm mùa của Classico? Em Hiền nói thật, giống như là mình có một cái duyên ấy, mọi người không?
bán xe không phải là chất lượng tốt giá rẻ mà có khách ủng hộ đâu, mà cái duyên mới thực sự quan trọng. Em Miền cảm nhận rằng em Miền có một chút nào đấy duyên và khách hàng rất thương và ủng hộ luôn. Thì giống như cái xe này cũng vậy nhà em Miền, mà về những mẫu xe này là về liền là đi liền luôn, rất nhiều xe đi đó, nhiều khi là không kịp rửa đưa ra bán luôn. Và đem Miền về Classico, nếu ai ưng thì đặt cọc, tại vì rất là duyên với xe này và rất dễ bán luôn nhá. Classico màu trắng này, lên cặp bao tay kiếng, lên kính kiếng này đó, và vô một số đồ kiếng cực kỳ đẹp luôn. Và xe này thì em Miền xin phép bán với giá để quý anh chị em cô dì chú bác xa gần 10.500.000 đồng. Classico, chiếc xe mang biển 37V10.1966 nhá. Thì mọi người cũng yên tâm, tất cả mọi người mua xe tại cửa hàng bên em Miền thì được hỗ trợ sang tên đổi chủ luôn, nên là cái biến số thì mình cũng không quan tâm nhiều nhá. Máy rất là êm và này, em Miền quay ký luôn nhá, xe rất là mới và đẹp luôn. Ở đây là chỉ dơ thôi nhá, tại vì là khách vừa đối xe xong là chưa rửa đưa ra quay luôn. Đó, một số chỗ là dơ thôi chứ còn rất là mới và đẹp luôn. 10.500.000 đồng bao rửa đẹp đánh bát cho khách hàng thân yêu nhá. Classico, Sico, và xe này thì phù hợp nhưng anh chị em bạn bè nào mà nhỏ con một tí đi rất là đẹp luôn. Và đem Miền có một chiếc Relic cực kỳ mới này, Relic 2011 bánh căm thắng đĩa luôn. Xe đầu nồi zin và máy êm, mọi chức năng hoạt động tốt và nói là rất là cứng và liền lạc luôn nhá. Với giá để quý anh chị em bà con 9.500.000 đồng, biến 59V11.1813, bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt và tem zin theo xe, máy êm đó, em Miền sẽ đề thứ máy luôn. Rất cứng cáp và liền lạc luôn nha. Máy đang lố thì thầm luôn. Đó, quay ký cho bà con anh trong bản cho em từng đường nét này. Đó, dàn áo rin không bế sứt chỗ nào, dàn lốc rất là đẹp luôn nha. Đó, biến số thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Hôm nay một anh trai từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây đối một chiếc Vision cho con gái. Đó, rất mới và đẹp luôn. Và xe này thì là xe cũ thì cũng không thấy nào mà đánh khói được cái trầy trước, thì xe có trầy nhẹ một tí ở đây nha mọi người. Không phải một tí mà hai tí luôn, giống như nghiêng xe thì bên này có chê tay này, này. Thì mọi người yên tâm nhé, với mức giá 9.500.000 đồng thì em Miền sẽ bao giặt cốt đẹp và rửa đánh bát sạch sẽ cho chị bà con, tại vì xe cũng vừa đối xong thì cũng chưa giặt qua được chỗ trầy nhá. 9.500.000 là bao dọn cái chỗ trầy cho anh chị bà con luôn. Đó, mà còn rất nhiều xe tại cửa hàng đây này. Đó, Future 17.000.000 này, đời 2016 này, bánh căm thắng đĩa nhá, xe màu xám lông chuột rất mới và đẹp luôn. Đó, quay chi tiết luôn này. À, anh chị em bà con cứ coi nhé, rảnh đi xuống xem ủng hộ em Miền. Vision này 13.500.000 này, cái này là Noza 12.500.000 đồng, màu xanh đen. Vision siêu cọp 27.500.000 đồng đó, và em Miền sẽ ra phía trước này xem còn xe gì không thì quay nốt để anh chị em bà con được xem luôn nhé. Còn nếu như hết rồi thì em Miền xin phép dừng clip ha. Wow, chưa hết đâu anh chị em bà con ơi, ở ngoài này còn rất là nhiều xe đây. Thì em Miền xin phép quay nốt cho mọi người cùng xem nhé. Đó, em Miền sẽ quay những cái chiếc xe này. Đây là một cặp lô và một cặp Super SUV. Đầu tiên là một chiếc xe dán keo nguyên con từ đầu tới chân. Đó, máy móc êm rin nguyên con, tem rin với giá 11.500.000 đồng. Bao mọi người test và trải thử thoải mái nhé. Chiếc xe mang biển 38B108612. Super SUV với giá 11.500.000 đồng. Đó. Xe dán keo đẹp, đầu nồi zin này. Đó, bên này cũng em màu vàng đen luôn. Và xe này thì có trầy nhiều hơn tí nhưng em Miền cũng sẽ bao giảm tốt cho mọi người. Và để bên kia các bạn là 11.000.000 đồng, biến 36B450953. Ai ưng con nào thì chốt em đấy nhá. Vâng, và chiếc Vision đã được giảm tốt đẹp giống như ngọc tinh đã được xuất hiện tại xe máy Thanh Đoàn. Em Miền xin phép bán giá 12.800.000 đồng một chiếc Vision bây giờ chơi nhá. Bây giờ máy cực kỳ em luôn, 61E130598 nhá. Đó, dọn lại đẹp. Nhiều khi khách hàng thì không thích xe dầm lại nhưng em Miền nghĩ rằng xe cũ mà đã qua sử dụng rồi thì mình dầm tốt lại thì nó đẹp hơn, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mà để anh kiếm các bạn là 12.800.000 đồng. Và đặc biệt là trong quá trình quay xe mà xe nào dầm tốt em Miền cũng nói luôn nhá, nói rõ ràng luôn, chẳng có việc gì phải giấu hết nhá. Đó, Vision là dầm tốt quá mới và đẹp luôn với giá 12.800.000 đồng. Ở đây có một chiếc AB và xe này thì cực kỳ mới và đẳng cấp luôn. Con AB này thì máy tuyệt vời luôn nha. Và đặc biệt là xe đang dán trùng nguyên con. Nhưng em Miền để ý ký này, ở trong này là không có trầy, em Miền bao luôn nhá. Nếu mà người thích em Miền bao lột ra luôn. Bánh mâm đen là đời 2015 rồi nhá. À, xe rất là mới và đẹp, đáng ra Miền đột kêu. Nhưng mà
cái xe nó quá đẹp quá mới luôn, thì không nỡ lòng nào mà lụt keo nó ra được ha. Đó. Xe rất mới đấy nha anh chị bạn nhé, 79T118143 và con xe này em liền để quý anh chị bà con mức giá 22 triệu 500 đồng. Bao mọi người test chạy rất là mới và đẹp luôn nhá. Anh chị em bà con ở gần đây cứ xuống tham khảo này. Vô một bao tay kiếng cực kỳ nổi bật và đẹp luôn. Để quay quý anh chị em bà con là 22 triệu 500 đồng. Mọi người không thích em liền sẽ bao lột ra, ở trong là bao không có tay trước nhá. Đó, AB125 màu đỏ đen, mâm màu đen luôn, cực kỳ sang chảnh và nổi bật nhá. Cậu ơi, đấy con này lên đi để cho con Suzuki ra để quay luôn. Và đây một chiếc F135 biển 70K1 21249, một chiếc xe đầu nồi zin, máy êm và rất là mới luôn. Và em liền xin phép bán chiếc xe này để quý anh chị em bà con 18 triệu 500 đồng một chiếc F135 màu xanh GP, cực kỳ mới và đẹp luôn nhá. Vâng, ai đang quan tâm một chiếc F135 màu trắng xanh đẹp như thế này thì liên hệ ngay và liền cho em liền nhá, với giá 18 triệu 500 đồng. Một lần nữa cảm ơn tất cả khách hàng thương yêu đã luôn yêu thương đồng hành ủng hộ xe máy Chính Đoàn nhá. Chúc mọi người buổi tối thì thật vui vẻ, an yên, hạnh phúc này. Em Miền cũng vừa về một chiếc Hayate biến 54Y13481 này. Và máy thì cực kỳ êm luôn. Cậu ơi, đây, anh em để cái xe ra đây. Đó, máy cực kỳ êm thưa quý anh chị bà con nhá. Màu này là màu xám bạc đây. 4 triệu rưỡi nha một chiếc Hayate. Em Miền sẽ nổ máy nhá. Nói chung xe rất là liền lạc, không vế sức và đặc biệt cái máy cực kỳ êm luôn. 4 triệu 500 đồng cho một chiếc Hayate hiệu Suzuki. Đó, bình đề đầy đủ, máy chạy ngon nhá, giấy tờ hợp lệ đầy đủ luôn. Đó, không bế xích chỗ nào. Đó, đủ máy lên cậu ơi, máy cực kỳ êm nhanh cho bà con lưu ý luôn nhá. Rất êm luôn. 4 triệu 500 đồng, máy cực kỳ êm luôn nhá. Chiếc xe mang biển 54Y13481. Ở đây một chiếc Radix bánh mâm tàng đĩa màu cam đen. Chiếc xe FV phun xăng điện tử với biến 59 này, M184957 với giá 13 triệu 500 đồng. Quay Radix FV phun xăng điện tử màu cam đen, bánh mâm thắng đĩa và xe cực kỳ mới và đẹp luôn nhá. Em Hiền cũng vừa về một chiếc Footer. Footer này là đầu và nồi làm rồi FV luôn, máy êm, mọi chức năng hoạt động tốt và để mọi người với giá là 13 triệu 500 đồng. Biến 59E166204 nhá. Lưu ý là để FV phun xăng điện tử nhá. Đó, và một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng thương yêu ủng hộ này. Trước khi chào tạm biệt mọi người, thì em Miền sẽ dẫn mọi người xem một chiếc xe Trung Quốc. Đó, bị thất lạc cái gì cơ? Thất lạc cái giấy tờ rồi thì bây giờ em Miền sẽ bán rẻ cho mọi người với giá là 1 triệu 200 đồng một chiếc xe để mọi người đi làm cho nó đỡ cực ha. Đó, em Miền sẽ quay luôn. Và lưu ý là em Miền bán xe rất là giấy tờ chứ không phải xe ăn trộm ăn cướp về để bán đâu. Khách hàng đứng tên luôn, nhiều khi đánh rơi cả biệt mà tại vì xe rẻ tiền người ta không muốn làm. Ủa cái con quay này bán rồi anh Nam, quay không giấy đây đâu. Ủa xin lỗi mọi người nha, tại vì hôm nay thì số lượng khách hàng mua xe rất là đông luôn, từ sáng tới giờ luôn, mà 26 27 xe đã rời đồn rồi nên là xin lỗi mọi người. Chiếc xe đó thì em bán trong rồi nhá, em bán rồi, bây giờ còn giới thiệu mọi người, thật sự xin lỗi nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, an yên, hạnh phúc nhá. Ngoài những chiếc xe Miền đang quay thì tại cửa hàng còn rất nhiều xe luôn, xe đi xe về liên tục để phục vụ anh chị em bà con. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, an yên. Và ngày mai thứ hai anh chị em bà con đang quan tâm dòng xe nào, đừng quên xem máy Thanh Đoàn, đừng quên xuống đây xem xe ủng hộ em Miền, và đừng quên cùng nhau biết đâu là vừa mua xe để cùng tham gia bốc thăm trúng thưởng nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các khách hàng thân yêu vào những clip tiếp theo nhé.